5 nguồn canxi thực vật gần gũi giúp trẻ phát triển xương. Cải chip. Trong 100g rau cải chip có chứa tới 100mg canxi, giúp hình thành hệ xương và tăng trưởng chiều cao cho cơ thể. Ngoài ra nó còn chứa rất nhiều các vitamin A, C, sắt, kali, cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Bông cải xanh có hàm lượng canxi cao. Loại rau này còn cung cấp vitamin K, C, kali, chất xơ dồi dào, hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Đậu bắp rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, magie và vitamin K. Tất cả đều đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương. Khoảng 80g đậu bắp nấu chín chứa 62mg canxi. Các loại hạt đều nhiều canxi, nhất là hạnh nhân, hướng dương. Bạn có thể thêm các loại hạt trong bữa nhẹ để bổ sung canxi, vitamin E, đồng, magie cho cơ thể. Đậu nành cung cấp canxi, vitamin D tự nhiên. 100ml sữa đậu nành chứa 25mg canxi. Thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ cũng rất giàu khoáng chất, chất đạm tốt cho sức khỏe.